Đừng bao giờ lấy danh nghĩa là người ít nói ra để đổ thừa cho cái việc thiếu khả năng nói của mình. Anh nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Anh ơi, em lẽ ra đã là người ít nói rồi anh. Bị nhiều thiệt thòi quá, làm sao để cải thiện đây? Cũng có những bạn hỏi là tại sao người ít nói là ít nói vậy anh? Cũng có những câu hỏi như là ủa nhưng mà tại sao phải nói nhiều? Là người ít nói thì có gì là sai đâu. Tại sao mọi người cứ bắt em phải học cách nói nhiều lên để làm cái gì? Thì có rất rất là nhiều những băn khoăn câu hỏi liên quan tới vấn đề ít nói. Và video này anh sẽ chia sẻ quan điểm của anh về chữ người ít nói. Đầu tiên, người ít nói anh chắc chắn là người không nói giỏi. Tại sao? Hãy nhìn ở một cái khía cạnh giống như vậy. Ví dụ, nếu có một người ít hát, từ nhỏ tới lớn rất ít khi nào mở miệng ra hát, cho bạn nghĩ họ có phải là người hát hay không? Nếu có một người ít đá banh, các bạn nghĩ họ có phải là người đá banh giỏi không? Nếu có một người ít làm toán, các bạn nghĩ họ có phải là người làm toán giỏi không? Câu trả lời là không. Mình ít làm một điều gì đó, mình sẽ dở trong chuyện đó. Bởi vì bất cứ một kỹ năng nào, bất cứ một việc gì, nếu các bạn muốn giỏi, mình cũng vẫn phải làm nhiều, làm đi làm lại, kiên trì làm, chỉnh sửa, điều chỉnh, làm một cái mới để càng ngày càng khó hơn trong một việc đó, mình sẽ rất là giỏi cái việc đó. Cho nên người ít nói là một người ít mở miệng mình ra nói trong tất cả mọi trường hợp, lúc nào cũng im im mà không thể hiện suy nghĩ gì mình ra hết. Và kéo dài một thời gian dài thì một cách hiển nhiên bạn là một người không giỏi nói. Và đó là lúc mà nếu các bạn là người không giỏi nói thì khi mình gặp phải những trường hợp cần phải nói mình sẽ không nói được. Như là có một ý kiến cần phát biểu, có một câu hỏi cần hỏi. Nếu các bạn muốn làm leader mà các bạn không nói ra được, không có thể truyền đạt được thông tin cho mọi người, giao tiếp, phối hợp, chia sẻ, làm rõ vấn đề, không inspire, không truyền cảm hứng được cho người khác, làm sao mà họ làm được? Nên lời khuyên của anh, nếu các bạn thực sự nghĩ cái bản tính của mình là mà người không thích nói nhiều, thì anh muốn các bạn làm thật là rõ một thứ là mình không muốn nói nhiều về vấn đề gì, về chủ đề nào và với ai. Chủ đề nào, vấn đề nào, con người nào là mình muốn nói nhiều với họ, muốn chia sẻ, muốn làm rõ. Và các bạn phải có khả năng hiểu và tách bạch được cả hai cái đó. Và quay ngược trở lại, để các bạn có thể làm được như vậy, mình vẫn phải là người có khả năng nói, mình phải là người nói giỏi. Quay lại trong trường hợp của anh, đôi khi hồi xưa anh cũng nghĩ anh là người ít nói, và một cách nào đó anh thấy bây giờ anh vẫn là người ít nói. Nhưng khi anh nghĩ kỹ về chuyện đó thì anh thấy là anh là người ít nói trong những cái chuyện không liên quan tới mục tiêu và sự hứng thú của anh. Anh sẽ có bao giờ ngồi tám chuyện thời sự, chuyện người này người kia, rồi hôm nay có gì mới, tin tức có gì hay không, rồi showbiz có gì đặc biệt, có tin tức, tất cả những thứ đó anh không care và anh sẽ không quan tâm, anh sẽ không bao giờ tham gia mà nói bất cứ điều gì hết. Nếu đến một nơi gặp gỡ những cái người mà anh cảm thấy là không hứng thú để nói chuyện, có những người rất là tiêu cực, mở miệng ra toàn là than vãn, anh sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với những người đó. Và anh sẽ là cực kỳ im lặng và ít nói. Nhưng trong công việc, cả ngày của anh hầu như phải mở miệng nói liên tục. Anh là người cực kỳ nói nhiều trong công việc. Sáng vào anh sẽ có buổi dạy, dạy tới trưa nghĩa là anh đã nói liên tục 3-4 tiếng đồng hồ. Tới trưa ăn xong sẽ đi họp, họp với mọi người sẽ là thảo luận ý tưởng, chia sẻ định hướng mới, cập nhật và hỏi han công việc, hỗ trợ cho những bạn mà làm chưa tốt và cần phải làm tốt hơn như thế nào. Chiều tối sẽ đi dạy học, có một cái báo cáo nào đó mới anh sẽ nghe và anh cũng sẽ hỏi lại để làm rõ vấn đề. Và hầu như cả ngày anh sẽ nói liên tục trong công việc của mình. Nên anh là người nói rất nhiều những thứ mà anh thực sự hứng thú. Và đó là cái mà anh muốn các bạn hiểu thật là rõ. Tóm lại, các bạn đừng để ít nói thành một cái lý do đổ thừa cho mình. Hãy biến việc ít nói là một lựa chọn. Tôi lựa chọn ít nói trong trường hợp này. Bạn có nói gì tôi cũng vậy, I don't care. Bạn nói tôi tự kỷ, kệ bạn. Bạn nói tôi trầm tính, chảnh, kệ bạn. Tôi lựa chọn không thích nói trong trường hợp này. Nhưng trong trường hợp này tôi lựa chọn sẽ phải nói. Bởi vì mình phải nói, bởi vì mình muốn những nhân sự trong team của mình phải hiểu rõ vấn đề.
mình phải nói để họ nghe cái vấn đề này thiệt là thuyết phục, để họ bắt tay vào làm chứ không chỉ là nghe chơi chơi. Và đó là một sự lựa chọn. Và để có được sự lựa chọn, các bạn phải là người nói giỏi, mình phải có năng lực và mình phải nói được. Khi đó mình sẽ có quyền đưa ra nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình, để sống sao cho nó phù hợp với cá tính của mình, với niềm tin của mình, với quan điểm của mình, với phong cách của mình, với những người mà mình muốn chơi, với những công việc mà mình muốn làm. Và các bạn sẽ có nhiều sự tự do rất nhiều trong giao tiếp, trong xã hội và trong những mối quan hệ. Nên tóm lại, đừng bao giờ lấy danh nghĩa là người ít nói ra để đổ thừa cho cái việc thiếu khả năng nói của mình. Và nếu các bạn thực sự muốn mình có nhiều sự lựa chọn hơn, hãy rèn luyện cho mình khả năng nói giỏi. Khi đó mình mới có quyền nói cho mình là em lựa chọn không nói trong trường hợp này bởi vì em không thích. Còn ngược lại là bởi vì mình không có khả năng nói. Ok? Nên nếu bạn nào từ xưa tới giờ là người ít nói và nhận ra vấn đề, và các bạn rất muốn cải thiện khả năng nói chuyện của mình, thì nhấn vào link phía dưới đăng ký tham gia vào buổi huấn luyện miễn phí của anh. Anh sẽ chia sẻ với các bạn rõ hơn và sâu hơn về vấn đề giao tiếp, thuyết phục và cần rèn luyện như thế nào. Nhấn vào link phía dưới và anh hẹn gặp lại các bạn trong lớp.